Chào mọi người, lại là Diệu đây. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh YouTube của Xe Máy Hành Tâm. Nếu bạn đang tìm kiếm một dòng xe Taycan vừa ngầu mà lại vừa tiết kiệm xăng, thì video ngày hôm nay Diệu sẽ làm video báo giá về các dòng xe Winner bên cửa hàng đang có. Và cái mẫu xe Diệu báo giá đầu tiên trong video ngày hôm nay là mẫu xe Winner V1. Hiện tại thì bên cửa hàng đang có hai mẫu xe nha. Thì chiếc này là Winner V1 đời 2018, giá là 33 triệu đồng. Chiếc này là Winner V1 đời 2019, giá là 32 triệu đồng. Nếu như mọi người thích cái mẫu xe này mà muốn lên hồ sơ góp thì hồ sơ sẽ cần là căn cước công dân nè, hóa đơn điện hoặc là căn cước công dân kèm với là bảo hiểm y tế doanh nghiệp là mình sẽ lên hồ sơ được nha. Còn ví dụ như quý khách hàng nào mình không có hóa đơn điện, không bảo hiểm y tế của doanh nghiệp luôn thì mình có thể lên hồ sơ 30 triệu. Hồ sơ 30 triệu thì chỉ cần là căn cước công dân thôi là mình lên hồ sơ được rồi. Và đây các là mẫu xe Winner X bên cửa hàng nha mọi người. Thì Winner X chiếc đầu tiên mà Diệu báo giá cho mọi người là chiếc đỏ đen này nha. Winner X 2019 bên cửa hàng đang có giá là 32 triệu đồng. Chiếc này là Winner X 2020, giá bên cửa hàng là 33 triệu. Thì mẫu này là hồ sơ có sẵn cho mọi người luôn. Thì tầm 3 ngày bên cửa hàng sẽ giao hồ sơ gốc đi về nhà. Mọi người là đăng ký biển số đọc chức bạ lại nha. Mẫu tiếp theo Diệu báo giá cho mọi người là mẫu Winner X 2019, bên cửa hàng đang có giá là 32 triệu đồng. Rồi, chiếc này là chiếc tem nhám nè. Winner X 2020, bên cửa hàng đang có giá là 33 triệu đồng. Thì khi mà mua xe bên cửa hàng Hành Tâm thì mọi người sẽ cam kết với mọi người nha, là xe máy móc bao zin 100%, xe bao không đâm đụng ngập nước, với lại là bao test hãng cho mọi người luôn, nên mọi người có thể yên tâm về chất lượng nha. Và chiếc tiếp theo vừa báo giá cho mọi người là chiếc này là Winner X đời 2020, giá bên cửa hàng là 33 triệu đồng nha. Rồi, tiếp tục hai mẫu mà Diệu báo giá tiếp theo cho mọi người là mẫu Winner V3. Chiếc này là xe mới luôn nha mọi người. Winner V3 hắn ABS luôn nè. Thì chiếc này bên cửa hàng đang có giá là 40 triệu nha. Thì anh chị nào thích chiếc này thì có thể là để lại số điện thoại nè, hoặc là có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình nè, thì sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người luôn. Rồi, một mẫu nữa là chiếc Winner V3. Cái này là hắn thường nha mọi người, đời 2022. Chiếc này bên cửa hàng đang có giá là 32 triệu đồng. Thì mọi người thích mẫu nào có thể là để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình, thì sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.